Bẩm thiếu tướng, Hạ Hầu Đôn và Hạ Hầu Uyên đã bình định được Đông Ngô, hiện đang tiến quân về Tây Thục ạ. Tốt. Thừa tướng, từ khi Quách Gia qua đời, quân ta liên tục thất bại, nhưng dạo gần đây không biết có ai hiệp trợ thừa tướng mà quân ta thắng như trẻ trẻ. Cần gì phải cao nhân nào hiểm trợ, cứ vào Tam Quốc liệt truyện sẽ biết thế nào là đỉnh cao chiến thuật. Quan trại đã chơi rồi đấy. Thế còn ngươi, ngươi đã thử chưa? Tam Quốc liệt truyện thành bại đại quân sự. Tam Quốc liệt truyện Phụng Thiên Mệnh, Định Giang Sơn.